Xuất phát từ Ba Lan, ba nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu châu Âu gồm Pháp, Đức, Italy lên chuyến tàu hỏa xuyên đêm tới thủ đô Kiev nhằm gửi thông điệp ủng hộ, đồng lòng đến Ukraine. Thế nhưng, khi ba ông lớn này vừa đặt chân đến Ukraine, thì một sự kiện bất ngờ đã diễn ra. Nga mạnh tay cắt giảm nguồn cung khí đốt đến một số nước châu Âu. Mặc dù Moscow bắt đầu giảm nguồn cung tới châu Âu từ năm ngoái, nhưng tập đoàn năng lượng Gazprom vẫn tiếp tục gửi theo hợp đồng dài hạn và doanh thu tăng vào thời điểm giá nhiên liệu toàn cầu tăng phi mã. Như lời của CEO Gazprom, Nga sẽ chơi theo luật riêng của mình. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề ba ông lớn châu Âu đến Ukraine, Nga mạnh tay cắt giảm khí đốt. Trước hết, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi tới thủ đô Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 nhằm thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine. Đây là một thời khắc quan trọng, một thông điệp đoàn kết và ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine, Tổng thống Pháp Macron khẳng định khi vừa đặt chân tới Kiev. Chuyến thăm mang nặng tính biểu tượng bởi ba cường quốc Tây Âu thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích từ Ukraine khi không cung cấp vũ khí hạng nặng. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó còn phản ứng gay gắt với Tổng thống Pháp vì bình luận không được làm bẽ mặt Nga. Vậy nên, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đặc biệt khi Tổng thống Macron dường như đang vòng tay ôm người đồng cấp phía Ukraine Zelensky ngay lập tức đã xuất hiện tràn lan trên các trang báo và gây xôn xao mạng xã hội ở Ukraine. Một số người dùng mạng xã hội nhanh chóng bình luận về bức ảnh, cho rằng nó bắt nguồn từ sự căng thẳng giữa ông Macron và ông Zelensky sau khi nhà lãnh đạo Pháp tiến hành nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều lãnh đạo châu Âu và các tổ chức quốc tế đã đi tàu tới Kiev để bày tỏ sự ủng hộ nước này. Tuy nhiên, thay vì những phi cơ hoành tráng, các nhà lãnh đạo lại lựa chọn phương án đi tàu đến Ukraine. Những bức ảnh họ chăm chú nhìn bản đồ Ukraine khi đang ở trên tàu đã được lan truyền rộng rãi. Mặc dù mất nhiều thời gian và công sức, nhưng có rất ít lựa chọn để thay thế cho loại phương tiện này. Bởi điều quan trọng là phải giữ bí mật cuộc hành trình trước những rủi ro liên quan đến an ninh. Trên thực tế, quân đội Nga đã rút khỏi Kiev, song vẫn khó có thể đến thủ đô của Ukraine bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài đường sắt. Không phận Ukraine đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột nổ ra. Nhiều tuyến đường bộ trọng điểm vẫn chưa thể lưu thông được do hậu quả của những cuộc giao tranh ác liệt. Vậy nên, không cách nào khác, đường sắt đã trở thành phương án lựa chọn tốt nhất để đưa các chính khách phương Tây đến với Kiev. Sau chuyến thăm lịch sử đầu tiên của các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu, các chính trị gia hàng đầu khác, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Anh, cũng tiếp tục đi tàu đến thăm Ukraine. Và điều quan trọng hàng đầu là tuyệt đối giữ bí mật của chuyến đi. Chuyến thăm hồi tháng 4 của Ngoại trưởng và Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ được công khai sau đó vì lo ngại một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, hành trình đến Kiev bằng tàu hỏa không phải là không có rủi ro, thậm chí luôn ở trong tình trạng báo động đỏ. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tiếp tục dội xuống các đường ray, cầu và ga xe lửa của Kiev, đặc biệt là nhằm làm gián đoạn nguồn viện trợ vũ khí quân sự. Sự dữ dội của cuộc xung đột đã khiến mọi chi tiết đều phải được tính toán cẩn trọng. Song, ngay cả khi bí mật được duy trì, công ty đường sắt Ukraine cũng không thể đảm bảo cho các vị khách VVIP của mình an toàn tuyệt đối. Họ chỉ có thể cố gắng làm cho các chính khách thoải mái nhất có thể. Một trong những toa tàu được sử dụng trong vài tháng qua được đóng vào năm 2014 để đưa những du khách giàu có đến Crimea. Những toa tàu khác được sử dụng từ thời Liên Xô nhưng cũng được hiện đại hóa cách đây vài năm. Nhiều phòng có giường cỡ lớn và TV màn hình phẳng. Sau khi đến Ukraine, họ được chào đón bằng còi báo động không kích ở thủ đô Ukraine khi lực lượng Nga tiếp tục không kích các mục tiêu trên khắp đất nước. Các chính trị gia thường chỉ dành vài giờ ở Kiev, điều này giúp họ có thời gian gặp Tổng thống Zelensky, thăm các vùng ngoại ô bị tàn phá và thưởng thức một bữa ăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là tính biểu tượng, những bức ảnh, lời nói và cử chỉ đoàn kết. Điều quan trọng nhất là sự đảm bảo rằng đất nước của chính trị gia đó luôn ủng hộ Ukraine. Trước sự hiện diện của ba ông lớn châu Âu tại Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chế nhạo chuyến thăm này là vô ích và không thể đưa Ukraine tiến gần hơn tới hòa bình. Ông Medvedev đăng đàn trên Twitter rằng những người hâm mộ món ếch, xúc xích gan và mì Ý từ châu Âu thích ghé thăm Kiev. Thật vô ích, họ hứa hẹn về tư cách thành viên EU và cung cấp vũ khí cũ cho Ukraine.
uống rượu Gorica và lên tàu về nhà giống như 100 năm trước. Tất cả đều tốt thôi, nhưng sẽ không thể đưa Ukraine đến gần hơn với hòa bình. Đồng hồ vẫn đang quay. Không chỉ ông Dmitry Medvedev lên tiếng chế nhạo, mà từ phía Nga còn có một động thái bất ngờ. Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu còn bận rộn trao cho Ukraine những cái ôm cảm thông, chia sẻ, tập đoàn năng lượng lớn nhất của Nga Gazprom đã cắt giảm nguồn cung khí đốt đến một số nước châu Âu. Đức, Italy, Áo và Cộng hòa Séc đều báo cáo thiếu hụt lượng khí đốt mà lẽ ra họ phải được cung cấp. Lý do mà ông lớn năng lượng khổng lồ Nga đưa ra là họ đang sửa chữa đường ống dẫn khí. Tuy nhiên, giới chức châu Âu đã công khai cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung năng lượng như một vũ khí để răn đe mỗi bước đi của các nước châu Âu. Trong bối cảnh lạm phát đã tới gần mức cao nhất trong 40 năm, sự mạnh tay của Nga càng khiến châu Âu thêm nhiều trắc trở. Nhà cung cấp khí đốt chính của Cộng hòa Séc đã báo cáo nguồn cung từ Gazprom đã giảm xuống còn khoảng 40% so với lượng nhập vào thông thường. Trong khi đó, Bộ Công nghiệp và Thương mại nước này cho hay lượng dự trữ khí đốt chỉ có thể đủ để dùng đến cuối tháng 10. Công ty năng lượng của Áo thì lên tiếng rằng Gazprom đã thông báo cho họ về việc cắt giảm, song từ chối cung cấp thêm chi tiết. Cả Cộng hòa Séc và Áo đều nằm trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất ở châu Âu nếu dòng khí đốt đến từ Nga bị gián đoạn, vì lượng khí đốt tiêu thụ của cả hai nước hầu hết đều dựa vào Moscow. Còn lại Italy, đất nước hình chiếc ủng này, nhập khẩu 95% khí đốt, trong đó có 40% lượng khí đốt từ Nga. Nguồn cung của Gazprom cho Italy đã giảm 15% vào trung tuần tháng 6 và vẫn giữ mức đó. Sự cắt giảm cũng liên quan đến việc dòng chảy qua đường ống, dòng chảy phương Bắc 1 nối Nga với Đức bị hạn chế. Công ty năng lượng Nga nêu lý do bảo trì, tuy nhiên lời giải thích của Gazprom không đủ sức nặng để thuyết phục được các nhà lãnh đạo châu Âu. Đồng thời giới chức EU còn cho rằng Moscow đang lấy năng lượng làm công cụ tống tiền EU. Có thể thấy, xuất khẩu khí đốt đã mang lại cho Moscow một công cụ ngoại giao mạnh mẽ tại châu Âu, nơi nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Lần cắt giảm khí đốt này không phải là lần đầu tiên Nga xuống tay kể từ khi chiến sự nổ ra. Tháng trước, Moscow đã đình chỉ xuất khẩu điện và khí đốt sang Phần Lan sau khi nước này từ bỏ quan điểm trung lập lâu đời và chính thức yêu cầu gia nhập NATO. Còn hồi tháng 4, Moscow đã ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ba Lan và Bulgaria, hai thành viên của NATO lên tiếng mạnh mẽ phản đối Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Như chúng ta đã biết, xuất khẩu khí đốt là yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế Nga, nhưng động thái giảm nguồn cung không làm tổn thương Moscow, ngược lại còn giúp thu về nhiều tiền hơn từ giá năng lượng tăng. Việc cắt nguồn cung đến châu Âu đang khiến giá khí đốt tăng phi mã. Một số quan chức và giám đốc điều hành Nga thậm chí không che giấu niềm vui của họ. Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Müller nói rằng, chúng tôi giảm vài chục phần trăm nguồn cung khí đốt cho châu Âu, nhưng giá khí đốt tăng vài lần. Bởi vậy, thực lòng chúng tôi không thấy phiền vì điều đó. Còn Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, châu Âu đang phải trả nhiều hơn khoảng 400 tỷ euro để mua khí đốt Nga, gợi ý nguồn cung có thể giảm thêm. Tình hình hiện tại không quá khó khăn với châu Âu bởi nhu cầu sưởi ấm đã giảm trong mùa hè. Giới chức ở 4 quốc gia bị Nga cắt giảm khí đốt đều khẳng định đây không phải là mối đe dọa ngay lập tức. Nhưng tình trạng phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ qua, dường như khó có thể chấm dứt một sớm một chiều. EU chỉ mất vài tuần để nhất trí về lệnh cấm than đá và dầu thô của Nga, song khí đốt là câu chuyện khác. Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là khách hàng mua khí đốt quan trọng nhất của Nga ở lục địa, 50% hộ gia đình sưởi ấm bằng khí đốt và phần lớn ngành công nghiệp sử dụng khí đốt. Đức đang tiến tới sử dụng năng lượng xanh, dự trữ khí đốt cho mùa đông, nhưng quá trình này cần rất nhiều thời gian. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã gióng hồi chuông cảnh báo với Đức. Quốc gia nhiều thập kỷ qua vẫn tin tưởng rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với Nga sẽ giúp đảm bảo hòa bình ở châu Âu, và Nga sẽ là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy trong những thời điểm căng thẳng địa chính trị. Nhưng thực tế cho thấy Nga sẵn sàng đáp trả lại trước những đòn tấn công từ phía châu Âu và phương Tây. Cho tới khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Đức vẫn nhận hơn một nửa lượng khí đốt nhập khẩu, 1/3 lượng dầu và một nửa lượng than từ Moscow, phớt lờ cảnh báo từ Mỹ và đồng minh. Từ bỏ thói quen mua năng lượng của Nga sẽ không dễ dàng trong tương lai gần nếu không có một cú sốc kinh tế lớn đối với nền kinh tế Đức. Bộ trưởng Kinh tế Đức đã nói rằng việc thoát khỏi phụ thuộc vào năng lượng của Nga sẽ mất ít nhất 2 năm. Tuy nhiên, ông kêu gọi người Đức
đẩy nhanh quá trình bằng cách sử dụng tiết kiệm năng lượng hơn, ngay cả khi các chính trị gia tìm cách trấn an người dân châu Âu, người đứng đầu cơ quan Liên bang Đức về giám sát mạng lưới khí đốt và điện cảnh báo, nếu Gazprom tiếp tục giảm nguồn cung, tình hình có thể trở nên nguy hiểm hơn khi mùa đông tới. Đây là mối lo sợ chung của nhiều quốc gia khác ở châu Âu khi họ phải phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga vận chuyển qua Đức. Điều cam go nhất, việc Nga giảm nguồn cung sẽ gây khó khăn cho kế hoạch lấp đầy kho khí đốt trước mùa đông, có khả năng khiến các nhà máy và hộ gia đình trên khắp lục địa già gặp thách thức không hề nhỏ. Dữ liệu từ dòng chảy phương Bắc cho thấy khí đốt chạy vào khoảng 55% tốc độ từ giữa tháng 6. Nếu giá khí đốt tương lai của châu Âu tăng hơn nữa, điều này sẽ làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát. Lạm phát đã làm xáo trộn thị trường trái phiếu của khu vực và làm dấy lên lo lắng về sự ổn định của khu vực đồng euro. Giới quan sát kinh tế nhận định, nếu Tổng thống Putin hạn chế nguồn khí đốt tới Đức trong dài hạn, chắc chắn lạm phát ở Cộng hòa Séc sẽ chạm ngưỡng 20% vào cuối mùa hè này. Bấy lâu nay, châu Âu lo ngại Nga sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt bằng cách cắt giảm nguồn cung. Các cuộc khủng hoảng mới nhất này có thể giáng một đòn mạnh vào những ngành công nghiệp chủ chốt của khu vực này, từ các công ty hóa chất đến các nhà sản xuất thép, vốn đang vật lộn với lạm phát leo thang và tăng trưởng thấp. Câu hỏi lớn đối với các công ty năng lượng và quan chức phương Tây là liệu Nga có chuyển từ giảm sang ngừng hẳn xuất khẩu hay không? Giới phân tích khí đốt cho rằng châu Âu sẽ tồn tại lỗ hổng 13,5 tỷ mét khối khí trong nguồn cung nếu Nga chỉ bơm khoảng 67 triệu mét khối khí hàng ngày qua dòng chảy phương Bắc dưới mức dự kiến trước đó là 167 triệu mét khối khí. Giá khí đốt tiêu chuẩn tại châu Âu đã tăng lên gần 149 euro trên megawatt-giờ, mức cao nhất kể từ khi thiết lập mức giá kỷ lục vào đầu tháng 3. Giá khí đốt cao đồng nghĩa với việc các công ty năng lượng sẽ phải bỏ thêm tiền mặt để làm tài sản thế chấp cho các hoạt động kinh doanh của họ. Trước đó, ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, những doanh nghiệp này đã buộc vay hàng tỷ USD để trả cho cái gọi là ký quỹ, và giờ thì điều đó có thể xảy ra một lần nữa. Gazprom đã thông báo giảm lượng khí đốt tới châu Âu thông qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 với lý do liên quan đến sửa chữa các tua bin do Siemens sản xuất. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến các thiết bị chủ chốt của đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc bị kẹt ở nước ngoài. Giám đốc điều hành Gazprom cho hay hiện không có giải pháp nào cho vấn đề này. Gazprom có thể sử dụng công suất dự phòng trên các đường ống đi qua Ukraine để cung cấp cho khách hàng châu Âu, nhưng gã khổng lồ khí đốt Nga đã không chọn giải pháp đó. Gazprom cho biết công ty đang hưởng lợi từ việc giá khí đốt tăng vọt ở châu Âu, ngay cả khi các lô hàng đến thị trường lớn nhất của họ đang thấp hơn. Trong phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, một Davos của Nga, CEO của Gazprom đã nhấn mạnh Nga sẽ chơi theo luật riêng của mình, sản phẩm của Nga, luật của Nga, và Nga sẽ không chơi theo luật mà nước này không tạo ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe và để lại bình luận, chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.